Chào mừng các bạn đến với Brand Workgroup Việt Nam Channel. Bản Cát Cát là một làng dân tộc Mông thuộc thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Đây là địa điểm tham quan hấp dẫn của du lịch Sapa nói riêng và Lào Cai nói chung. Bản Cát Cát là địa điểm du lịch cộng đồng lý tưởng cho du khách khi muốn tìm hiểu và khám phá đời sống văn hóa của con người vùng cao Tây Bắc. Cát Cát là bản của dân tộc Mông được hình thành từ thế kỷ 19. Bản Cát Cát không chỉ hấp dẫn du khách bởi phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, trữ tình mà còn bởi những nét văn hóa độc đáo, đa dạng của đồng bào dân tộc Mông. Người Mông ở Cát Cát xây nhà dựa vào sườn núi, các nóc nhà chỉ cách nhau chừng vài chục mét. Đó là những căn nhà ba gian vì kèo ba cột ngang được kê trên phiến đá tròn hoặc vuông, mái lợp ván gỗ bơ mu, vách bằng gỗ xẻ. Những chiếc cối xây nước khổng lồ, chiếc cầu tre chênh vênh trên dòng thác cuốn, những chiếc đu quay bằng gỗ, những căn nhà bằng tranh mộc mạc khiến bạn không nỡ rời đi. Bản Cát Cát đầy cuốn hút với những nếp nhà gỗ đơn sơ, những con suối nhỏ chảy róc rách, những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu và những người dân tộc nhỏ bé giản đơn. Xung quanh bản là những bụi tre tùm xanh mát cùng những thửa ruộng bậc thang ngút tầm mắt. Dòng thác bạc được người Pháp tìm thấy và đặt cho tên là thác Cát Cát. Một cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, sự mộc mạc, đơn sơ, hầu hiện trong mỗi nếp nhà ở Cát Cát, tấm thổ cẩm nụ cười của con người chân chất. Lạc bước vào ngôi làng cổ, ngay tại cổng chính, bạn đã cảm nhận được sự bình yên đến lạ thường. Những ngôi nhà truyền thống hòa lẫn trong màu xanh của thiên nhiên, sắc màu rực rỡ từ các loài hoa. Bản Cát Cát là ngôi làng cổ thu hút khách du lịch Sapa bởi những nét đẹp yên bình mà độc đáo giữa đại ngàn núi rừng Tây Bắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký để theo dõi được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.